Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay một cái clip, một cái ý tưởng mới, gọi là ý tưởng không phải gọi là mới mà ý tưởng mình đã nghĩ ra nhưng mà mình đã quên, nhưng mà nhờ một bạn nào đó comment ở trên YouTube và mình đã nhớ ra, đó chính là chơi Blue Status và không sử dụng card đồ họa. Thì đầu tiên mình sẽ chơi Blue Status và vẫn sử dụng card đồ họa. Thì FPS của mình sẽ là ok, hiện tại thì vẫn đang còn card màn hình. FPS có thể thấy là nó đi được 100 mấy. Bây giờ muốn tắt card đồ họa thì mình sẽ vào, nhưng mà hiện tại mình đang quay clip, nó sử dụng card của mình để nó quay, vậy khi mình tắt card đồ họa nó sẽ xảy ra lỗi quá, vậy nên mình sẽ sử dụng điện thoại mình quay em tắt nữa. Mình sẽ tắt đi, vào phần reset menu. Mọi người kiểm tra card đồ họa ở đây luôn nhé. Mọi người vào display màn hình này, cái này là card, cái này là có card cho mọi người, Intel Graphics và AMD Radeon rồi. Và tắt đi nữa, nó hỏi có muốn tắt không. Later. Và tắt đi nữa, nó hỏi có muốn tắt không. Nhây cái xong nó bật lên là nó tắt rồi. Máy sẽ cực kỳ lắc nha mọi người, hệt như nó tắt luôn cái OBS mình quay trên kia rồi sao. Tắt cả đồ họa xong cái giờ bấm dừng video không được luôn. Ôi ràng ơi. Ok, thì sau khi gặp một số trục trặc thì bây giờ nó cũng, nói chung là phải quay bằng điện thoại. Và bây giờ mình sẽ vào Blue Status khi không có cảm ứng. Và như các bạn nó thế không, thậm chí nó còn không thể khởi tạo đồ họa, vậy thì mình sẽ phải bật lên chứ không thể tắt được. Thì thử tắt cái card dưới rồi. Hiện tại thì màn hình của mình đang hiển thị bằng card này nên nó vẫn vô được thôi. Tức là bây giờ mình đang sử dụng cái con card phía bên trên để gọi là hiển thị màn hình CIA. Cái card dưới có tắt đi thì không biết có ảnh hưởng gì đến Blue Status không. Đó là có hai con card rồi nha. Sau khi tắt con card kia đi thì vào Blue Status vẫn bình thường. Mình nghĩ nhiều khi FPS vẫn bình thường luôn mới ghê chứ. Tức là ví dụ như mình có hai con nhưng mà nó ủy quyền sang cho cái con ở phía dưới thì nó sẽ lắc hơn phía con bên trên, tại vì con bên trên là cạch dời, còn con dưới là cạch là dính máy. Nhìn vào FPS, thậm chí sau khi tắt con cạch nó đi, FPS của mình còn lên tới cả 150 nữa. Nãy mình đã có vào mình tắt một con cạch, cái con cạch này nó không có liên quan gì đến phần chơi game của mình hết thì sao á, nên nó không phải gì hết. Nhưng khi mình tắt cái con ở phía bên trên này thì coi như là không chơi được luôn. Con này tắt đi thì vẫn chơi được thoải mái. Giống như mọi người sẽ có người xài NVIDIA Graphics. Đây này. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem clip, nhớ like và subscribe mình nhé.